Ok, bây giờ mỗi khi mà mình bị problem gì đó thì mình dùng cái window theme mà mình mới created đó ha. Mình cắm nó vào một cái USB port. Đấy. Rồi mình bật cái này lên. Thì tùy theo á, là mình lựa đó, là mình lựa cái key nào để mà cho nó boot. Okay, thì mình hit F9 ha. Thì khi mình hit F9 đó, tức là tùy theo computer của mình, thì cái F9 của thằng HP đó, là nó ra cái list của tất cả những cái USB, những cái bootable device. Thì trong đây là mình thấy nè, nó là SanDisk Cruiser Blade. Ok, thì mình sẽ lựa nó là cái boot disk của mình. Ok, xong rồi mình enter. Ok, mình click no ha. Nó lên cái này thì mình đi next này ha. Bây giờ mình muốn repair computer, mình muốn troubleshoot nhé, mình không có continue to window 10. Thì ở đây là nhớ nó có system restore. Thì nếu mà system của mình có restore point rồi đó, mà nếu mà cái computer mình đã bị virus á, thì mình chỉ cần vô trong đây nè ha, mình vô cái Windows 10 nè, thì nó sẽ kiếm cho mình á, cái restore point, thấy chưa? Thì khi mình vô đây rồi đó, mình chỉ cần click vào trong đó nhé, rồi mình click next á, là nó sẽ restore cái ngày hôm đó tất cả những cái program nó vào. Thì lúc này đó là nó giết luôn cái thằng virus mà nó install trong computer của mình. Ok, đây là một cách để mà chữa nó. Bây giờ đó, nếu mà mình muốn gắn cái window này làm cho nó đúng đó, thì khi mình click vào cái system, mình phải biết đánh vào trong cái system mà nó gọi là CMD đó, mình phải dùng command. Thì mình muốn diệt hẳn tất cả những cái gì mà nằm ở trong cái hard drive của mình. Ok, thì không có virus, không có những cái software security vớ vẩn nó nằm trong đó, mình muốn làm brand new. Ok, thì mình sẽ phải follow cái mà mình muốn nói bây giờ đây nè. Ok, thì nó dùng nó gọi là this part. Ok,